Đây là điểm trông giữ xe nằm dưới gầm đường cao tốc trên cao, đoạn từ Nguyễn Xiển, Hoàng Liệt, Pháp Vân, mấy ngày nay vẫn hoạt động bình thường. Xí nghiệp điểm đỗ xe 6 thuộc công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội hàng ngày vẫn tiếp nhận trông giữ và có thu tiền với hàng nghìn phương tiện. Điều đáng lưu ý là theo Công an thành phố Hà Nội, việc trông giữ phương tiện và sử dụng vào các mục đích khác đều không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền mà chỉ có các công văn về việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Vì hiện nay là chưa nhận được quyết định, giải tỏa. Thế còn theo tôi nghĩ là nếu mà có quyết định giải tỏa thì cũng không có khó khăn gì. Đáng nói hơn, mặc dù Sở Giao thông Vận tải yêu cầu công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội phải sử dụng đúng mục đích, nhưng thực chất một số khoang dưới gầm cầu đã bị biến thành các điểm vò hàn, cơ sở sửa chữa ô tô hay bãi đỗ trung chuyển hàng hóa có nguy cơ cháy nổ cao. Nhưng xí nghiệp điểm đỗ 6 vẫn chống lệnh và tiếp nhận trông giữ phương tiện như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái đấy thì tôi nghĩ do một số người hoặc một đơn vị nào đấy nói, chứ còn cái việc mà chống thì không thể được, là vì chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước. Mình làm là mình hoàn toàn mình phải tuân thủ theo pháp luật, chứ không thể chống lại được. Theo ghi nhận của phóng viên VTC14, trung bình mỗi ngày các điểm trông giữ phương tiện dưới gầm cầu Vành Đai 3 nhận khoảng 2.500 lượt phương tiện các loại. Đối với xe ô tô, thu thấp nhất là 25.000 đồng và cao nhất là 30.000 đồng cho 2 giờ gửi. Còn theo tháng thấp nhất là 700.000 đồng, cao nhất là 1.200.000 đồng. Việc thu thì đã thu, còn việc giải tỏa các điểm trông giữ xe không phép thì công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, đơn vị chủ quản của xí nghiệp điểm đỗ xe 6 cho rằng không có quyền quyết định. Hiện nay mọi việc quyết định về có tiếp tục duy trì hay không, tạm cái điểm đỗ xe tạm đấy để phục vụ cho tổ chức giao thông về bến đỗ xe tĩnh hay không thì là do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Đường cao tốc trên cao Vành Đai 3 đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ thủ đô. Và luật giao thông đường bộ cũng đã nghiêm cấm tổ chức trông giữ phương tiện dưới chân cầu, gầm cầu bằng mọi hình thức